Làm thế nào chúng ta có được thân người? Là do ngũ giới thập thiện mà mình đã tu được trong đời quá khứ. Vậy bạn sẽ biết bạn đến cõi người để học cái gì? Chính là học ngũ giới thập thiện. Tu viên mãn ngũ giới thập thiện thì bạn sẽ nâng lên, thăng cấp rồi. Giống như đi học vậy. Nếu như năm học này ta học rất tốt thì hết năm sẽ được lên lớp. Chính là đạo lý này. Nếu ngay trong đời này tu không tốt ngũ giới thập thiện, tu không tốt thì sẽ ở lại lớp. Ở lại lớp đời sau bạn vẫn là đầu thai đến cõi người, vẫn đi học. Là sự việc như vậy. Nếu như học quá kém, tạo tác rất nhiều tội nghiệp, làm sai rồi thì bạn lại đến tam đồ. Tam đồ là tu sám hối. Phải thấu rõ đạo lý này. Sanh lên trời, đến cõi trời dục giới. Trong cõi trời dục giới là tu cái gì? Phải đoạn dục. Phải tu thượng phẩm thập thiện. Phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Dần dần trời có 28 tầng trời, lấy từng tầng một mà nâng lên. Hiện nay ngay cả rất nhiều học giả phương Tây đều biết, đều hiểu được con người đến thế gian này là có mục đích. Là mục đích gì? Đến để học tập. Là đến để học tập. Họ nói đến thế gian này có hai dạng người. Một dạng là đến để học tập, một dạng là đến để công tác. Cái nói này không khác gì so với Phật Pháp nói. Phật Pháp nói một dạng người là Phật Bồ Tát ứng hóa đến để độ chúng sanh, đó là họ đến để công tác. Một dạng người khác chân thật là đến tu hành, đến tu hành để nâng cao chính mình. Đây chính là đến để học tập. Cho nên học tập không ngừng nghỉ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn vẫn là đang học tập. Trong cõi nào cũng là đang học tập. Đạo lý này với chân tướng sự thật không thể không biết. Nếu bạn biết thì ở mọi lúc, ở mọi nơi đều là cảnh giới để chuyển đổi chính mình, giúp chính mình nâng cao lên trên. Nếu như chúng ta nghe lời người khác nói thì sẽ hoài nghi. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, việc đặt điều gây rối rất nhiều. Cũng có rất nhiều người nghe rồi thì thoái tâm, không học Phật nữa. Huống hồ là thế gian hiện nay làm việc tốt rất khó. Khó không gì bằng. Làm người tốt khó làm. Cho nên chúng ta hiểu rõ thiện hay là bất thiện thực sự là ở chính mình, chẳng liên quan gì đến người bên ngoài, cũng không dính dáng gì đến cảnh giới bên ngoài. Miễn là bạn có thể như bất động tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, thì chính mình nhất định là có thành tựu. Tiếp theo là câu hỏi số 7. Không làm được đệ tử quy, chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, như vua A Xà Thế. Xin hỏi như vậy có thể giảng sanh không? Nếu A Xà Thế làm được đệ tử quy chưa? Như A Xà Thế chưa làm được đệ tử quy, nhưng bạn không phải là vua A Xà Thế. Vì sao vậy? Bạn không làm quốc vương. Ngày đây bạn làm quốc vương cũng giết cha giết mẹ, tạo đủ loại nghiệp ác, đến sau cùng bạn quay đầu hướng thiện, có một chút giống như A Xà Thế. Tuy nhiên bạn không phải rồi.
Vua A Xà Thế vừa quay đầu, không những viên mãn đệ tử quy, ngay cả Đại Thừa Bồ Tát Giới trong phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm toàn bộ đều viên mãn rồi. Có thể làm được quốc vương là đại phước báo, đời đời kiếp kiếp tu hành, chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngài cũng là đến để thị hiện. Cho nên khi tôi học Phật, tôi cảm thấy Ngài là Bồ Tát thị hiện. Thị hiện để dạy chúng ta việc gì? Đó đều là Thầy dạy cho chúng ta bài học. Vì chúng ta không nên xem thường người ác. Họ không việc ác nào mà không làm, nhưng khi họ vừa quay đầu thì như ngàn ngữ xưa có nói, lãng tử quay đầu vàng không đổi. Sự quay đầu đó của họ thật sự là quay đầu dũng mãnh tinh tấn. Người thông thường không cách gì so với họ được. Làm sao bạn có thể so với vua A Xà Thế chứ? Cho nên hãy học đệ tử quy cho thật tốt. Không học không được. Đệ tử quy học không được, không việc gì. Vì sao vậy? Đời sau bạn vẫn phải học. Đời sau học không tốt, đời sau nữa vẫn phải học. Đến đời nào đó bạn học tốt rồi, từ đó mới dần nâng cao lên. Khi học không tốt thì vẫn ở lại lớp. Nếu như làm nhiều việc ác thì đời sau bạn vẫn phải đi vào tam độ, đi học cách đoạn tham sân si. Chân tướng sự thật chính là như vậy. Vậy chúng ta vĩnh viễn học tập, đời đời kiếp kiếp không ngừng học tập. Vì sao ngay trong đời này không làm cho tốt bài tập của chính mình? Làm tốt là việc nên làm. Tiếp theo là câu hỏi thứ 9. Ấn Tổ khuyên người niệm thánh hiệu Di Đà, lại niệm thêm Quán Âm Bồ Tát. Xin hỏi như vậy có phù hợp với chuyên tu không? Những gì Ấn Tổ nói, bạn phải hiểu cho rõ ràng. Vì sao Ấn Tổ nói vậy? Ấn Tổ dạy người chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Di Đà, hoặc là thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là thọ trì Kinh A Di Đà, một môn thâm nhập. Dạy người niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, một ngày là 1.000 câu. Ở thời khóa sớm tối, niệm 1.000 câu thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới. Đây không phải là vì chính mình. Đây là tâm đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh khổ nạn ở thế giới này, là cái ý nghĩa này. Không phải là bảo bạn niệm A-di-đà Phật lại niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải vậy. 1.000 tiếng Phật hiệu là vì chúng sanh toàn thế giới mà niệm, không phải là vì chính mình. Cho nên đây vẫn thuộc về chuyên tu, không thuộc về tạp tu.